siêu vũ khí của Tesla có thể xóa sổ cả đạo quân từ hàng trăm km. Nhà bác học thiên tài Nikola Tesla từng ấp ủ chế tạo tia tử thần, vũ khí có thể quét sạch 10.000 máy bay và 1 triệu quân ở khoảng cách hàng trăm km. Tia tử thần là vũ khí hủy diệt thường xuất hiện trong tác phẩm khoa học viễn tưởng. Nhiều quốc gia từng ấp ủ tham vọng chế tạo được tia tử thần, nhưng chưa có ai thành công. Người tiến gần nhất tới mẫu tia tử thần hoàn thiện là nhà khoa học Nikola Tesla. Những phát minh kỳ diệu của ông luôn đi trước thời đại, từ ý tưởng tạo nguồn năng lượng miễn phí từ nguyên tử tự do đến thiết bị được coi là hệ thống mạng không dây sử dụng sóng vô tuyến Wi-Fi trong thập niên 1920. Một trong những phát minh lớn nhất được Tesla ấp ủ là Teleforce, siêu vũ khí phát ra từ tia tử thần có thể tiêu diệt 10.000 máy bay và 1 triệu lính bộ binh từ cách hàng trăm km nhằm mục đích bảo vệ hòa bình và ngăn chặn chiến tranh, theo Oddly Historical. Bộ phát tia tử thần này có 4 thành phần, bao gồm thiết bị tạo trùng tia điện từ trong không khí, máy phát điện công suất lớn, bộ khuếch đại năng lượng và thiết bị tạo xung điện mạnh. Vũ khí này được thiết kế, lắp đặt ở các vị trí chiến lược dọc biên giới và bờ biển, trong khi biến thể nhỏ hơn có thể trang bị trên thiết giáp hạng. Chủng tia điện tử của Tesla không phải tia laser như nhiều người lầm tưởng. Chúng là một chùm hạt Wolfram siêu nhỏ được phóng đi bằng lực điện tử, giúp chủng tia hội tụ trong thời gian dài. Chùm tia này có thể ngắm bắn bằng kính viễn vọng, trên lý thuyết có thể tiêu diệt mọi thứ trong tầm quan sát. Ưu điểm của tia tử thần Tesla là đảm bảo yếu tố bí mật, khiến mục tiêu biến mất không dấu vết. Tesla dự tính lập 200 bệ tia tử thần dọc biên giới và bờ biển Mỹ, tạo nên tấm khiên phòng thủ vững chắc. Ông tuyên bố vũ khí này có thể làm tan chảy những xe thiết giáp dày nhất, biến động cơ thành sắt vụn hoặc xóa sổ mọi vũ khí của kẻ thù tiềm tàng. Là người yêu hòa bình, Tesla tìm cách sử dụng siêu vũ khí cho mục đích này. Ông tuyên bố Teleforce có thể truyền lượng lớn năng lượng, nhưng không nêu chi tiết cách chuyển đổi và mức độ nguy hiểm của các chủng tia này. Tuy nhiên, kế hoạch này lại bị coi là quá tham vọng ở thời điểm đó. Chính phủ Mỹ cho rằng đó là ý tưởng chưa qua kiểm chứng và thiếu tính thực tế. Tesla không nhận được nguồn tài trợ để thực hiện dự án tia tử thần. Tesla cũng dường như quên mất một chi tiết quan trọng trong kế hoạch bảo vệ hòa bình bằng siêu vũ khí của mình. Đó là ngay cả khi sở hữu vũ khí có thể xóa sổ nhân loại, con người vẫn phát động các cuộc chiến tranh. Ngay cả khi Tesla có thể chế tạo Teleforce và đặt nó ở biên giới mọi quốc gia, loài người vẫn sẽ tiến hành chiến tranh và thích nghi trước tình hình mới. Việc con người chế tạo ra vũ khí nguyên tử là một minh chứng. Tesla qua đời năm 1943 khi Teleforce vẫn chỉ là ý tưởng trên giấy tờ và không bao giờ trở thành hiện thực. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.